Chào cả nhà đến với kênh của Mập Không Béo nha. Hôm nay mà ăn cơm nhà cả nhà, ăn cá dứa kho tổ với lại canh chua tôm nha cả nhà. Rồi mời cả nhà ăn cơm với Mập Ngấu Mập nha. Sau mấy ngày đó hôm nay Mập mới quay cho khúc việc này cả nhà ơi. Cái cá dứa kho tổ này Mập mua cả nhà, Mập mua ở cái chỗ quen của Mập á. Rồi Mập gấp cho Ngấu Mập miếng cá dứa nha. Dạo này Mập với Ngấu Mập là tiêu chí là phải ăn nhiều cá vô cho nó tốt, nhưng mà cá mà Mập với Ngấu Mập thích nhất là cá dứa. Ăn đi em, ăn đi. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá nha. Ủa cái miếng miếng da nó quá đã cả nha. Ngon quá, béo. Nó mập tổ chương lắm cả nhà. Nó mập ăn gì cũng sợ ăn xương cả nhà. Dưới mắt cổ cả nhà. Ngon. Nó cháy luôn. Đã quá. Có đâu gì? Rau cải. Mình mua cá kho cả nhà. Ngồi bên quán thì cho mình rau cải này chấm. Thử không? Nhưng mà có mời cho mày. Có mặt dạo này sợ rau cải sống cả nhà. Bụng cá không? Đúng nè. Không lấy rồi. Bụng cá là bá cháy. Béo. Ngon. Cũng mặn xuống nha. Xuất sắc luôn. Nó sẽ có 17. Đó. Nó mặn xuống này. Chân nước nha. Nước không có mặn. Nước vừa. Đúng không? Đúng không? Không nè, vậy miếng tấm mỡ nha. Đó. Đã. Mập ăn cá dứa này nè cả nhà. Mập khoái cái bụng cá, vậy nó béo. Nó chan miếng nước vô. Bóc tay nữa nè. Cái đâu nè ăn không? Rửa tay trước cái ăn rồi. Thì thôi chứ. Béo ngậy luôn. Ngon. Mà ăn được cái này nhưng mà bạn không có ăn cá bóc. Mà ghét cá bóc cái nhà. Cá bóc nóng giấm thì bạn ăn được. Cá bóc mà kho hay nấu lẩu không thích. Chua tôm. Wow, ngon quá. Nó bị ngọt nha cả nhà. Nó vừa. Bị mà không có thích ăn ngọt quá. Chua vừa ngon cả nhà. Quá đã. Của trái giấm. Cái gì đó. Cái lá là chuyên chuyển ho cả nhà. Ăn ngon giảm ăn. Nêm cái lá vô thì trời nó hết sảy luôn. Ngon quá. Chua ngon không? Cơm á. Không cơm.
Nhưng mà sẽ sắn ra cho nó đừng có bị xương. Cái này nó hay xương. Hồi đợt cũng có mà không biết ăn cách đó đâu. Cái có lời mập chỉ đó mà ăn nè. Cá. Cá này nè cả nhà. Xong rồi cái xương. Cái trộn trộn với cơm cả nhà. Xong rồi chan nước lên. Có nghĩa là dầm cái cá thịt cá cho nó ấy ra. Rồi cái trộn với cơm xong rồi chan nước vô. Trộn lên. Trời ơi. Có mập ghiền cả nhà. Ăn xong biết có mập ghiền. Mê. Thì ăn vậy ngon lắm. Thôi chừng xuống nha. Mà cô làm á cũng tùy ngày. Canh chua lúc nào cũng ngon nha, nhưng mà cái cá này nè, cái bữa làm mặn ôi là mặn luôn cả nhà. Nó mình uống mập chứ mập ăn xong sốc á. Nghe ngon. Nghe rất là ngon. Mà lộ lúc nào cũng nóng hổi cả nhà. Tôi mới nóng hổi. Cái rau này ngon quá. Ok. Mấy ngày lễ cả nhà. Không muốn đi đâu chơi. Mà tại vì quán mập cũng phải phải lễ, vì chỉ có lễ Tết là quán mập mới không kiểu đông đúc và dọn bàn ra ngoài cả nhà. Mình kiểu nóng quá chịu không nổi cả nhà ơi. Hôm nay lễ ba muốn tôi mà không dọn bàn ra ngoài luôn vì nóng quá. Ngồi ngoài chắc chết á. Đúng rồi. Ngồi ngoài là xỉu. Mở hai máy lạnh cũng chịu không nổi. Quán mập có không? Công viên quán nó khá nhỏ nha. Chỉ có 45 mét vuông thôi đó. Mà một xài tới mấy lạnh bún luôn. Sao mấy lạnh bún ngựa luôn á. Vẫn chịu không nổi. Nóng quá trời nóng. Mang qua mấy mua trước. Mình ăn vẫn nóng. Mua bếp tí à. Nó khuya cũng được. Nó nãy được hả? Mua không có bếp chút á. Ngon quá. Ăn tôm cho em. Ngon hả? Ngon quá. Cá này ngon, ăn toàn cũng được. Ngon quá. Cái này hoặc là dạng cá này, cá sốt kè. Có một khóa cá kho tộ. Hoặc là cá sốt kè. Được hả? Ngon quá. Thôi rồi. Cái mùa này cả nhà. Một ly chút nước đá, trà đá không được. Cảm ơn cả nhà đã xem đến hết clip của Mập với Gấu Mập nha. Nhớ mùa nóng này nhớ uống nhiều nước nha cả nhà ơi. Nếu cho bây giờ xin một subscribe với một nút like nha. Bật cái chuông thông báo để biết khi nào mà up clip mới lên và xem và ăn cũng Mập cho vui nha cả nhà. Bye bye cả nhà.